Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildlands, nhưng mà với một cái nhiệm vụ mới, một cái nhánh mới của Ghost, của tụi băng đảng này. Để coi, để mình tóm tắt lại cái đã. Thì chúng ta lần này chúng ta sẽ chuyển sang đánh cái nhóm ảnh hưởng trước đi. Thì và cái mục tiêu đầu tiên của mình chính là cái bà này, La Santera. Và trong đó chúng ta mình đã tìm được khá là nhiều intel và đủ 5 cái nhiệm vụ chính của nó. Và có thể nhiệm vụ cuối này chắc là giết bả rồi, cho nên chúng ta sẽ đi làm 5 cái nhiệm vụ trước đi đã. Gold Rush North đây là chúng ta đang ở gần đó đây. Với lần này cái mỗi tập mình sẽ thay đổi một cái trang phục của mình. Hiện tại là mình đang lấy cái ý tưởng Mỹ hóa giống mấy cái quân đội Navy Seal hay gì đó. Đó, mình sẽ làm nguyên cái set này, chơi nguyên màu cùng chung màu luôn. Và thay vào đó mình sẽ dùng M4A1 thay vì những cái súng mà dạo này mình gần hay đánh, và cây G28 gắn nòng ngắm dài để cho thay cái súng ngắm của mình để cho phù hợp với cái dạng của Navy Seal á, kiểu cho nó phù hợp, đánh cho nó hay. Mình thấy cái kiểu cách này nhìn cũng khá là đã chứ, nhìn cũng rất là chất. Đấy rồi, có cái này để mình đổi màu được không ta? Không, thấy để màu này cũng được, màu nào cũng được. Hoặc là chúng ta có thể dùng dùng một cái che cổ thôi. Cái này che luôn cái mặt à. Này là không đổi màu được. Cái này cũng được nè. Đó. Này thì lúc nào cũng hơi kỳ kỳ tí nhưng không sao. Ok, chúng ta gần tới cái chỗ đó luôn rồi. Chúng ta sẽ cái này cái mỏ vàng ở phía bắc. Locate the Northern Gold Cache. Chúng ta định vị được cái chỗ mà để cái để vàng của cái như này. Nghĩa chắc giữa rừng này thôi, ngay trước mặt. Look alive, we got company. I'm seeing two narcos here. Near that sandbag emplacement. I got eyes on some kind of mine. Looks cartel run. A gold mine's never a good thing for a cartel. The show to catch. Mình giá nghĩ chắc cũng nhanh thôi. Thì mình coi mình diệt hết mấy mục tiêu này trước đi, là chúng ta sẽ phá cái đó sau. Còn một đống luôn. Got a tango. That makes five. Just spotted one. Auto spot cũng ngon ha. Got a target carrying submachine guns. Quá trời luôn, quá trời luôn. Target spotted. That's 15 hombres. Just spotted one with submachine guns. Marking an enemy. 20 hostiles by my count. Má 20 đứa. Nãy giờ chưa về 20 đứa rồi đó. Lần trước là mình có upgrade thêm cái pin của cái này. Back it up, back it up. Target set, ready to assault. Ôi. Target position, target's good to go. Just say the word. Đem ra làm cho nó cái này. Tangles are mine. Say the word, boss. Standing by. Opening fire. Whoo! Mấy này lâu lâu là mấy pha hú hồn. Cái mỏ vàng tối đằng kia hả? Chúng ta đâu còn phải giết hết đâu. Chúng ta chỉ cần phá cái mỏ vàng nữa thôi mà. Destroy the cache. Ồ, mình thấy nghi nghi sao đó. Mình coi có nhầm rồi. Ngờ là mình thấy thằng đó từ đây luôn. Để bật cái này lên tại trong này nó tối quá. Trong này thì nó có vài thằng nữa. Mình coi drone đi.
Còn người vô đây có thằng à. He's history. We're good, we're good. We're good, tất nhiên rồi. Ồ, trong đây có ba cái nhỏ nữa hả? Enemy spotted. Ủa sao canh cái tụi này nó canh cái chỗ này có mỗi cái mỗi một đứa vậy? Mình thấy cũng làm lại. Target down. Tôi nó nghe được cái tiếng này rồi. Holy shit, the whole place is about to collapse. Let's get the hell out of here now. Ra khỏi chỗ này trước khi nó sập ơi. Ra đây, chạy vô làm cái gì nữa? Ghê phết. Mấy con ghost ra luôn rồi. Ra đây em ơi, đừng có vô nữa. Quá hay, quá hay, quá hay, quá hay. What's mission status in Espiritu Santo? Sapper Daddy got busy. Chúng ta còn mấy cái kho vàng giống y chang vậy chúng ta phá. Đang đi tới cái vị trí tiếp theo của nhiệm vụ tiếp theo đây. La Santa Chapel, cái chỗ này gần cái chỗ hồi nãy. Cho nên chúng sẽ tiện hơn khi đi cái chỗ này trước đã, rồi chúng ta làm những nhiệm vụ khác. Eyes on two Sicarios over by that stack of tires. Chúng ta này đi cái đường tắt nè, đi cũng khá là ổn. Trời ơi vậy. The drone is up. Target's confirmed. Ready to assault. Sniper in the tower. Roger that. Target marked. Lost visual on the target. Target acquired. Standing by. Mình sẽ cho tụi nó bắn sniper trước đi, chúng ta sẽ tính sau. Sniper, top of the tower. Woohoo. Hostile down. Nó. Nhưng mà bên mấy thằng kia nó cũng chỉ mới bắn được có hai thằng. Hơi phí ha. Cái sing shot nó cũng khá là lâu ấy. Sao mình không có gọi drone được nữa ta? Gì ta? Ngồi nha. That's a kill. Mình là thấy cái súng này được cái nó bắn nhanh mà đam nó rồi cao và nó bắn rất là chuẩn. Với lại cái đồng ngắm này mình đang ngắm cái này mà mình tháo miếng kia ra nó sẽ hợp hơn. Và nó bắn chính xác hơn và nó điều khiển dễ hơn nhiều đối với những cái cây khác mà mình có dùng. Ủa sao cái này mình không có sử dụng được cái gì ta? Ồ đây có thằng. Another tank. Tango down. Cái M4 này cũng mạnh lắm phết đấy chứ. Không thì mình sẽ chơi cái này đi. Để biết cái địch nó ở đâu. Để có gì cũng còn này yên thường. They're gonna see you. Hold up. Oh. Target acquired. Tango number 3. Target's marked. Good to go. Ready. Call the shot. Hmm? Engaging. No target. That's a kill. Repeat. Tango heard the gunshot. We're still alright. Chúng ta đi cướp với mỗi cái quyển kinh thánh thôi mà khổ vậy sao?
Đúng rồi, cái cây này mà nó Rambo bắn sướng ha. Còn một thằng nữa rồi. Công nhận nhìn cái này nó dễ hơn ha. Nhìn cái biết đâu liền đâu liền. Ở trên nóc rồi. Nghĩ sao vậy em? À, nghĩ sao bắn với cái này? Tốt trên kia rồi hả? Mình cứ tụng với cái này mới ghê. Wow, wow. Xử lý quá đẹp. Có thể là tụi nó sẽ gọi reinforcement. Ồ, cái này bắn mã đạo á. Ồ, nó một stray một phát lên tới đầu. Đã phết. Bắn chính xác quá luôn. Mình hay mình tháo gắn cái mà gì á. Ôi, nạp đạn đúng lúc vậy. Ôi, nạp đạn đúng lúc vậy. Cũng hơn là mình có nâng cấp cái dụng mà revive á, mỗi lần mà mình gục á nó sẽ gục lâu hơn để cho mấy thằng kia revive. Có giờ lúc mấy thằng này nó revive chậm á, mình phải đợi gần cả. Vãi, các thanh niên vừa nhảy xuống ăn đạn chết luôn. Mình quên á là mỗi lần mình mà gục á là tụi nó tự động nó quên cái vị trí mình luôn. Nó đi tăng cấp có một cái quyển kinh thánh nữa. Tốt hơn là cái quyển kinh thánh nó phải có cái gì trong đó. Ôi ôi, có thằng, có thằng. Thằng này nó mặc giáp mới ghê chứ. Shit, we got a sniper. Nó tự nhiên cầm cái này giờ muốn làm Rambo ghê luôn. Ủa có thằng sniper tút đằng kia nữa hả? Tút trên núi à. Má thằng này trốn kỹ vậy. Nếu mà không ngờ nó đứng cho đó luôn á. Ồ, dính luôn, dính luôn, dính luôn, ngon quá. Ồ, một phát ngay đầu. Ô, mấy thằng này hên vậy. Cái game này nó quảng cáo là thầy bắn xuyên tường đủ kiểu ấy. Bây giờ bắn hoài có xuyên đâu, lâu lâu mới xuyên được vài phát. Đúc cái đầu lên em. Ngờ nãy nó đúc cái đầu lên mà bắn hụt luôn mới ghê. Ồ, cái nhà thờ đẹp ấy chứ, nhà thờ đẹp phết đó chứ. There it is. Let's take off. Lấy rồi đi thôi. Chúng ta muốn gây sự gì thêm? Chúng ta chỉ xé vài trang thôi hay là cầm nguyên cứu? Cầm nguyên cứu luôn đi cũng được. Đâu sao đâu. Nếu mà chúng ta ăn cắp cái này sẽ làm cái bà này nổi giận luôn. Cũng được. Nó không thấy mày ghost rồi luôn quay. Marking an enemy. Target down. Đó, xong, chúng ta chỉ cần fast travel ra khỏi chỗ này thôi. Đó. Đây đây đây, nhiệm vụ tiếp theo đây. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chúng ta phải định vị được cái
cái chỗ linh thiêng gì đây. Santa Muerte. Ồ, hết hồn. Santa Muerte. Nhưng mình nhớ là cái control mình nghe lén được. Got eyes on our target. Probably the man running the place on behalf of the cartel. Is he saying something deep? Kill the advisor, giết luôn phải không? Ok, thích thì chịu thôi. Mình chỉ ngán mấy cái mà không giết mà là bắt nó đi á, cái đó hơi ngán hơn chứ. Giết là mình giỏi lắm. Còn cái chỗ này, cái chỗ kia lại jam được. Target spotted. Rồi, spot đủ luôn. Đủ mục tiêu, giờ chỉ cái đấm thôi. Với mấy hàng bên ngoài chứ đi tính. Target's confirmed. Ready to assault. Roger that. Target marked. Say the word. Engaging Tango. We're cool, man. Chúng ta chỉ cần giết cái thằng đó thôi chứ đâu có cần giết thằng nào, chứ có thể snipe từ bên ngoài vô mà. Tại vì nó chỉ đứng trong đây nó nói thôi mà. Watch your fire. We don't want to hit any civilians. Shit, he knows he's taking fire. Target is down. Say again, target is down. He's history. Ok, xong, chạy. Chúng ta có khoảng một đống đối tượng luôn, vậy giới nhanh. Và chúng ta cần phải giết hết luôn rồi, không để bất kỳ ai trốn thoát. Đó mới là vấn đề. Tức là cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải stealth hết sức có thể. Is that makeshift barracks? Those boys look kind of salty. I expect Los Santeros' personal sicarios are some of Santa Blanca's best. And there's a whole lot of them. Who's feeling froggy? Bây giờ có lính đi chung với tụi này không ta? Ủa, vậy? Jam control mà luôn rồi. Nhưng mà chắc chắn là nó không có jam được cái đồng ngắm. Nhưng mà cái này còn phải tùy vào cái mức độ chúng ta nhìn. Mấy này ở trong nhà hả ta? I got a narco over here. Next to the building. Target's marked. Good to go. Này mà có trôn rồi đỡ biết mấy. Roger, target acquired. Hay là mình giết ba ngoài cùng chứ đi. Tại vì mấy đứa đó này nó đứng nó tách biệt. Ready, call the shot. Nên mình nghĩ từ hồi sẽ không ai thấy đâu ha. Hey, we got a narco. Point him out. We got the building. Engage. We got there, in the building. Their OT is escaping. You're gonna get made, hang back. Ồ, bọn vẫn chưa ai nghi ngờ hết. Không sao. I got a narco over here, next to the building. Chứ sợ là tụi nó ra cái gọi cái chỗ này mà tụi nó. Target's marked. Just say the word. I've got the target. Got the target. Ready to engage. Xuống rồi, còn hai thằng nữa, Okay, we're still alright.
Tụi này cũng chưa tìm thấy xác của thằng này ta. Sáu, ngón. Don't let your weapons cool down. I'm uploading coordinates for another Santa Blanca camp nearby. Wow, kill the Sicario at the second camp. Chúng ta còn muốn chạy thứ hai nữa hả? Má lắm vậy. Có side mission nữa nè. Nó làm gì lắm chạy thế. Thôi đi xe này đi, nhìn nó sang hơn nè. Có điều con nghĩ là chắc xe cũng chậm. Đi thôi, đi. Let's roll man. This is a message from the Free Rebel Forces of Bolivia. El Muro, head of Santa Blanca Security, has been captured while trying to flee the country. Time and again, Rebel Forces have tested the cars. 1.2 km. Tới rồi, thật sự hết nguyên đám rồi. Mình không muốn đả động với tụi này tại vì chúng ta đang làm vụ chính. Cái này mình sẽ làm sâu được. Chúng ta sẽ tạm thời tránh nó ra vì cái nó chạy ngang qua cái chỗ chúng ta đang làm vụ mới ghê chứ. Nhưng mình nghĩ chắc cái chỗ này bị jam tới không thôi. Biết có bị jam nữa không? Không không không, chỗ này không có jam. Spotting another tango. A baby makes three. Má giờ pin của mình là vĩnh cửu luôn. Đâu để coi skill lại coi. John. À. Unlock infinite flight time, muốn bay lúc nào cũng được. Muốn bay đến khi nào cũng được. Thích thì cứ bay thôi. Got eyes on a tango. He's got a lot of background. Thấy làm sao đi xử nguyên đám này đây. 1, 2. Là cái chiến thuật của mình đó là dù gì cũng là đánh ngoài luồng trước đi thì tức là mình nghĩ là phải nên dụ cái đám này ra cái đã. Marking target. Watch the background. Here's a flash crash for these hombres. Ơ, con nào lấy cái xe bự vậy? Để cho tụi nó tản ra cái đã, chúng nó sẽ bắn từ từ. Ồ. Bad guys are marked, waiting on you, boss. Copy. Target marked. Yo, we got a small cartel element. Tangles are marked. Standing by. Woohoo. He's history. Má bật ngửa liền. Này nó nguy hiểm quá. Bắn một thằng ngô nguyên đám thấy hết. Bắn mày nào lẻ lẻ cái đã. Hola amigo. Đi lẻ chết lẻ tẻ ha. Sao nó đi chung một cái đường hay vậy ta? Civilians in the area. Watch your targets. Hostile down. Down, you're giving yourself away. What's going on? Fire. Xong, ngon. Tốt, thiệt, má đỡ thiệt. Để mình coi. Chúng ta một cái mỏ vàng nữa. Enemy activity, stay sharp.
We got a Sicario. Tell me where. Over there. Bên này có bị jam không? What's the cartel run? The gold mine's never a good thing for a cartel to have. Who else? Let's shut it down. Oh. Đi túi vô bên trong. Cái này không spot được ai luôn. Cái này phải đi vô trong mới biết rồi. Got it, moving. Let me get a good sight line. Hold up, let me get a good sight line. Đó, mình spot mấy cái này tại vì cái góc nó nhìn nó khó bắn á. Còn mấy cái này chúng ta dễ bắn nhưng sẽ để bắn. Rồi bắn cái xe hơi. Rồi má như. Má cái xe hơi. Cái xe hơi tắt chắc thì dưới trời. Ồ, có skill oil luôn rồi. Ồ, nó làm rớt một bom mới ghê chứ. Vô anh em ơi. Ra khỏi chỗ này chứ thì nó nổ. Ra khỏi chỗ này chứ thì nó nổ. Đúng rồi anh em ơi, ra đi ra đi. Congratulations. Thanks to you, La Santera's world has been fucked raw. Word is Sueño's most pissed about her losing his Bible, calling it a mortal sin. He's got her locked and he's planning a public execution. Bình tĩnh. Đúng giờ vô đi cứu người chứ mà đi tông cái. Nhưng mà cứu bà này ra thì tôi không. Cần một cái xe để đảm bảo cái điều đó là chúng nó có thể chở bà này ra ngoài được. Whoa. Got a tango. I see a second target. Cái đó để mình chắc để gó xử lý đi. Target set, ready to assault. Target acquired. I've got the target. Engaging. Dropped him. That was fucking close. Làm sao để vô trong được mà không bị phát hiện à? Để mình dò thám cái đã. Deploying drone. Ồ, chỗ này drone bị jam luôn. They're jamming the drone. Ồ, mình đứng ngay cái chỗ này mà nó không có trộn, nó không có jam cũng hơi kỳ ha. Mấy làm sao để cho xử lý này nhanh đây ta. Mà không, tại nếu mà mình bắn bom á thì tụi này sẽ nghi ngờ tụi nó lại nó check. Mình thì chắc cũng không cần phải sử dụng tới mức độ vậy. The drone's fucked up. They're jamming us. Cũng có thể làm được mà, không cần phải gì mà. Ok, để coi. Okay, eyes on target. Here she is. Không có ai đây hết à. Oh, khoan. Marking an enemy. Thực sự là có ai ở đây. Nếu mà đoán cái mầm mầm mập trước mặt mình là mình thấy bạo rồi. Target spotted. Biết nó có đi vô trong đây nữa không? Nếu mà giờ cũng có con drone này tiện biết mấy ha. Hàng kia đi lên lại rồi. Can you go
did all this work to get her here. It seems a shame to rescue her. Amen to that. Target's marked. Standing by for go order. Roger. Target acquired. Copy. Target marked. Target down. Vendidos. Traidores. Maricas. Ooh. Your treasury souls will curdle meal. Ờ rồi, hang đó rồi, hang đó rồi. Chúng ta cần phải spot nó cái là. Enemy marked. Nếu mà đồng đội mình nó spot được cái thằng này thì tiện biết mấy nè. Yo. Let me go, herejes inmundos. Sao lúc nào cũng phải làm khó khăn quá vậy? The rivers will run red with the blood of you and your family. That's fucking harsh, lady. Ôi kẹt luôn rồi. Chúng ta cần một cái xe, chúng ta cần một cái xe để thử chỗ này đâu rồi, cái xe đâu. Khu này bộ không có lấy một cái xe sao? Để hướng kia nó mới đi đây để mình gọi vehicle drop đi. I asked Pakatar to send us a vehicle. Đây đây đây, có cái vehicle drop. Nó tiện ghê. Por qué hace esto? Mà trước tiên có hai hàng ở đây nữa. Đứng yên đó, từ từ đã, để xử cái thằng hai này đó. Ở hai kia tuốt trên núi rồi. Bỏ đi, hai kia tuốt trên núi. Hai kia tuốt trên núi, nhưng mà các bạn đi đâu vậy? Xe nằm đây mà. Đi hướng về hướng xe không đi. Đó, vô xe. Đúng rồi, ngoan ngoãn tới đi. Đó. Let's go. Good to go ahead without me. Buenos días, Bolivia. Giờ đến nào ta? Đâm thẳng qua. Chúng ta đi đường rừng tí nha, tại nó không có. Nó chúng ta còn không cần phải đi qua cái hướng bên kia, chúng ta không bị phát hiện. But no one has power over Santa Muerte. Đó, phải vậy đồ. ¿Qué dijiste, idiota? You let me go, estúpidos. Aquí yo soy el poder. I have power, magic like you've never seen. We're just trying to save. Rồi chúng ta sẽ thấy đây, rồi chúng ta sẽ thấy sau dựng chỉ cần ra khỏi chỗ này cái đã. Muốn tính gì tính. Santa Muerte will strike you and your progeny off the face of the earth. What is your own progeny? Santa Muerte has abandoned you, bruja. Má bà này sắp bị thằng kia giết rồi mà cũng nói nhiều quá. Thằng kia mà tới trước tụi ta là bà chết chắc. Mà cái bà này mồm nó vẫn to mồm. Gracias, hermosa señora. Estuvo con nosotros la santera. I'm so inspired right now. I don't even know. I might go like and build a house with my own two hands or something. La santera, this next song is for you. Chúng ta phải đi nguyên một cái đường vòng. Vậy để tránh cái chỗ ở giữa. Ê, nhưng chúng ta đi hơi quá đà đó. Nó đi cái đường này mới đúng nè. Má tụi nó cấm chạy luôn hay là nó phá cái gì vậy? Nó tụi Santa Blanca đủ trò nè. Santa Muerte, why have you forsaken me?
Because you're a fucking liar, and instead of venerating Santa Muerte, you tried to use her. Seems like Santa Muerte rides with us now, bitch. No. This is just God and Santa Muerte testing my faith. I am being tested as fire tests and purifies gold. Santissima Muerte. Oh, no, yo, no, 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 yo, no. It's overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Yo, mate. ¡No me lastime! Santísima Muerte is my rock, my fortress, my deliverer. Wrap your wings around me, protect me from the storm, and bring your wrath upon my enemies. We've seen your wrath, Santera, and honestly, we're not impressed. I have done nothing wrong. Santa Muerte is my light and my way. Worshipping her is not against the law. No, but recruiting people into a criminal organization sure as fuck is. Judgment is reserved for God and Santissima Muerte. Maybe in the next life, but not here. You want to earn some absolution? What do you know about Sueño? I am no Judas. No te equivoques. I will never betray Brother Sueño. You know, people like you aren't treated very nicely in prison. Other inmates tend to make their life hell. I have the faith to survive in hell. I look forward to testing that faith. Because you've never seen my hell. Nomad, well done in Espiritu Santo. Any word on how the Sicarios are reacting? With a lot of crying and cursing. From some of the chatter, the activity's picked up. Since his rise to power, El Sueño has been responsible for more than 7,000 murders, 12,000 kidnappings, and 17,000 disappearances. So then how the fuck is he one of the most loved people on the goddamn internet? I mean, this piece of shit has more likes than the World Cancer Society. How does that even happen? Well, one reason would be Ramon Feliz, Santa Blanca narco blogger. Feliz wasn't always like this. He used to be a real journalist, working the crime beat for a Mexican newspaper. He wrote about the cartels. Until the cartels started targeting journalists. Forced to choose between reporting the news and their employees, the newspapers made a hard decision. They stopped reporting on the cartels. So Ramon Feliz went underground. With anonymity on his side, he started a blog, and he went after Santa Blanca. Hard, maybe too hard. Sueño hired hackers from a number of top universities and had them track down Feliz. Things only went downhill from there. Nowadays, Ramon Feliz no longer writes about Santa Blanca. Ramon Feliz writes for Santa Blanca. Ok, và chúng ta chuẩn bị đi giết một cái thằng nhà báo, là cái thằng blogger hay là nói tiếng. Đây, Ramon Feliz. Ok, cũng khá là thú vị đó. Và có lẽ là những cái thành viên tiếp theo mình sẽ để dành cho những tập tiếp theo của series Ghost Recon. Và nếu các bạn thích cái tập này thì hãy cho mình cái like cực bự cái phần phía dưới nha. Ok, bye bye.